Ngọc Trinh khoe trọn khoảnh khắc gợi cảm với vòng eo 53cm nổi đình nổi đám. Bộ ảnh mới của Ngọc Trinh đang khiến nhiều người phải trầm trồ. Nhắc đến những mỹ nhân Việt có vòng eo nhỏ nhất, Ngọc Trinh chính là cái tên đầu tiên mà khán giả có thể nghĩ ra. Sở hữu vòng eo 56cm thương hiệu nổi tiếng của mình, Ngọc Trinh từng được rất nhiều mỹ nhân ao ước có số đo như vậy. Thế nhưng thời gian vừa qua, cô nàng đã gặp không ít đối thủ với số đo vòng eo còn nhỏ hơn cả mình. Thế nhưng Ngọc Trinh chẳng làm người hâm mộ thất vọng khi mới đây đã được tiết lộ rằng vòng eo của nữ hoàng nội y chỉ còn 53cm. Theo đó, ông bầu Vũ Khắc Tiệp vừa mới chia sẻ loạt khoảnh khắc cùng với gà nhà của mình. Trong những bức ảnh, Ngọc Trinh diện áo crop top trắng cùng chiếc quần jean ống rộng, khoe trọn vòng eo con kiến và vóc dáng vô cùng mảnh mai, quyến rũ của mình. Có lẽ Ngọc Trinh là mỹ nhân Việt đầu tiên chạm ngưỡng vòng eo bé xíu này. Đây cũng là niềm ao ước của rất nhiều chị em khác. Mặc dù sở hữu số đo vòng 2 chỉ 53cm thế nhưng khán giả cũng có thể thấy rằng Ngọc Trinh khá gầy. Nhiều người cũng lo lắng cho người đẹp và mong rằng thời gian sắp tới cô có thể ăn uống điều độ hơn để đảm bảo vóc dáng cân đối, đầy đặn như trước kia.